Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Và đây em đang có một vài món đang chuẩn bị đi về Trà Vinh để làm việc với cái vườn khổ qua mướp đắng này. Đấy. Và cây bắp ngô nhé. Bắp ngô và cái vườn khổ qua mướp đắng. Thì ở đây em có cái như là cái ruồi vàng và rầy xanh cho cây khổ qua mướp đắng sâu đục quả này. Một chai này pha được 400 lít nước. Và đây là cái bộ dưỡng lớn trái cho cái khổ qua mướp đắng sau khi đậu trái. Khi mà cái cây của anh chị mà nó đang có trái mà nó nhỏ hơn cái ống 27 ấy, cái mướp đắng ấy, thì các anh chị phun một bộ là một chai về hai cái gói này cho khoảng tầm 500 lít nước bằng với 25 bình đeo lưng loại bình 20 lít nhé. Phun xịt cho nó để cho nó dưỡng và chống rụng trái non, héo trái non, cong vẹo trái non đấy. Đấy. Còn khi mà cái trái của nó được khoảng tầm cái ống 21 trở lên rồi ấy, cái số lượng đấy nhiều ấy, thì một bộ này các anh chị sẽ pha khoảng tầm một bộ với một chai hai gói này ấy, thì các anh chị sẽ pha khoảng tầm 400 lít thôi để cho nó dưỡng lớn trái, chống nứt trái và nở gai, trái phì đều, duỗi thẳng. Đấy, một bộ này pha 400 lít cho khi mà cái trái nó bằng cái ống 21 trở lên. Còn đây là cái viên GABA và cái chai Calcibo, Calibo sữa này. Đấy, cái này thì các anh chị sẽ sử dụng cho cây bắp ngô. Bắp ngô để cho nó vừa to bắp, ngọt bắp và nó ngọt hột. Bắp to, trái dài. Một viên này là được 2 bình đeo lưng, loại bình 20 lít nước kết hợp với khoảng tầm 25ml cái chai này để phun xịt cho cái bắp ngô trong cái giai đoạn nó đang có đang cọng bé, đang có cái quả non đấy, đang có cái trái non đấy. Đấy, phun xịt đến khi thời điểm mà nó được bẻ luôn, có thể là phun cách dùng định kỳ khoảng tầm 7 ngày đến 10 ngày một lần. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh nhưng mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.